Mới đây, một đoạn clip quay lại reaction của một khán giả trước màn song ca Save Your Tears giữa Ariana Grande và The Weeknd bất ngờ viral rầm rộ trên mạng xã hội. Điều lạ ở chỗ, ở dưới phần bình luận, rất nhiều người là fan cứng của Ariana Grande lại nhất mực đòi tẩy chay cô nàng. Cụ thể, lướt xuống phần bình luận, người ngoài cuộc không khỏi hoang mang khi từ trên xuống dưới toàn là lời tẩy chay Ariana Grande. Nhiều fan của cô nàng khăng khăng đòi Ariana Grande phải ra chuồng gà, thậm chí cho rằng Ariana Grande đã hết thời rồi nên nhường hào quang cho người khác. Ơ kìa, chuyện gì lạ thế? Trong khi cõi mạng khắp nơi trên thế giới đều xỉu up xỉu down, trước sân khấu kết hợp thăng hoa giữa The Weeknd và Ariana Grande thì những khán giả này lại không đồng tình. Không lẽ màn bắn whistle thần thánh của Ariana Grande chưa đủ để thuyết phục những tai nghe siêu khó tính này sao? Tuy nhiên, khi đọc kỹ những lời chê trách này, hóa ra chẳng ai chỉ trích hay có ý kiến tiêu cực gì màn trình diễn của Ariana Grande và The Weeknd cả. Ngược lại 180 độ thì đúng hơn. Chuyện rằng đây chính là sân khấu đánh dấu lần đầu tiên trở lại của Ariana Grande sau khi lên xe hoa với đại gia bất động sản Dalton Gomez. Theo truyền thống của phương Tây, cũng như theo những gì tiểu diva từng tiết lộ, sau khi kết hôn cô sẽ đổi tên lẫn nghệ danh theo họ chồng Ariana Gomez hoặc Ariana Grande Gomez. Và chẳng phải sân khấu iHeart Radio Music Awards 2021 vừa rồi là màn debut của Ariana Grande với nghệ danh mới Ariana Gomez đó sao? Dù vẫn chưa xác nhận hay có tuyên bố gì về việc đổi tên, nhưng nhiều fan Ariana Grande đã bắt đầu thích thú gọi cô nàng bằng Ariana Gomez. Và rõ ràng, khi Ariana Gomez đã on stage, thì cô ả Ariana Grande cũ cũng phải ra chuồng gà để nhường sân khấu chứ làm sao nữa. iHeart Radio Music Awards 2021 cũng là sân khấu đầu tiên mà Ariana Grande xuất hiện trong năm 2021. Thế nên netizen cũng đổ dồn sự chú ý vào cô nàng để xem sau khi nghỉ ngơi liên tục nhiều tháng, giọng hát của cô nàng ra sao. Và kết quả vượt xa kỳ vọng. Ariana Grande với chất giọng gió đầy ấn tượng đã khiến màn trình diễn thêm phần thăng hoa. Điểm nhấn của màn trình diễn chắc chắn là cú whistle thần thánh nổi da gà, xứng danh với đẳng cấp một tiểu diva trong lòng công chúng. Chính sự mộc mạc trong cách dàn dựng để tôn lên tối đa giọng hát của The Weeknd và Ariana Grande là nhân tố khiến sân khấu đạt hiệu ứng mạnh mẽ. Thậm chí chính Big Daddy sau khi theo dõi màn trình diễn cũng phải cảm thán, sởn da gà. Và quả thật, đó cũng là cảm giác chung của khán giả khi theo dõi sân khấu Save Your Tears của The Weeknd và Ariana Grande. Còn nhớ trong một bài phỏng vấn 3 năm về trước của nàng tiểu diva với Apple Music Pitch thủa con mặn nồng với Pete Davidson, giọng ca Seven Rings từng có ý định sau kết hôn, cô nàng sẽ thêm họ của chồng vào tên của mình như truyền thống của các nước phương Tây và rút ngắn nghệ danh của mình. Tất nhiên, sau đó Ariana và Pete đã đường ai nấy đi. Ariana Grande sẽ không bao giờ đổi tên thành Ariana Grande Davidson.